Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Kênh video hàng đầu về phụ tùng làm xe 3-4 bánh. Phụ tùng xe điện, xe máy xăng 4 bánh. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ phụ tùng làm xe dép hoặc máy xăng. Động cơ 125 phân khối, có số phụ, trục cầu sau dài 1m17cm. Bộ này là đằng trước phanh dầu và đằng cơ phanh tang trống. Vẫn sử dụng một chân phanh bình thường các bạn nhé. Ở đây thì sử dụng hai hệ thống treo đằng sau và hệ thống treo đằng trước. Đúng tên khoa học thì người ta gọi là hệ thống treo phụ thuộc. Nhưng mà cái độ êm thì nó rất là êm, giống như hệ thống treo độc lập. Sử dụng hệ thống tay đòn giảm sóc, lò xo và giảm chấn. Hệ thống lái thì full công tắc, có chân ga. Bánh xe này thì được trang bị một quả bánh rất là đặc biệt, có đường kính bánh xe là 54cm và bản rộng là 16,5cm. Con này làm xe dép thì rất là hầm hố luôn. Tất cả những cái phụ kiện thì bên em không để ở trên đây, bởi vì nó nhìn rất là rối hình. Nhưng mà được trang bị bộ này thì rất là đầy đủ, có cả phụ kiện phanh chân, phanh tay. Lát nữa thì mình sẽ bày ra từng cái món phụ kiện của nó một. Tất cả những cái tai u ôm, khung càng sau là bên em đều có hết. Và chút nữa thì sẽ có hướng dẫn sơ sơ bộ một chút cho các bạn về cách lắp đặt cho cái bộ này. Nó rất là dễ thôi. Nếu như các bạn đã xem video bên mình thì mình cũng từng hướng dẫn cho các bạn cách lắp đặt từng bộ phận một. Nhưng mà nhiều bạn thì nhiều các bạn thì có thể không liên kết được những cái video với lại. Thì tí nữa mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem trong từng video một, để các bạn có thể hình dung ra cái cách lắp đặt lên một cái xe nó như thế nào. Về lắp 4 cái bánh lên thì các bạn nào cũng biết rồi, dễ thôi. Hệ thống lái, hệ thống lái ở đây thì có thể chọn hai phương án, đấy là lái đôi và lái đơn. Nếu như lái đôi thì vị trí ngồi rất là dễ bố trí hơn, nhưng mà lắp đặt thì nó phức tạp hơn và nó cần độ chuẩn cao hơn so với lái đơn. Nó đơn là một cây thước rằng của hai bên đấy, thì nó rất là dễ làm và nó độ chuẩn nó cao, nó không yêu cầu nhiều kỹ thuật lắm. Bộ này thì có cái ưu điểm là cái bánh xe này thì rất là chuẩn các bạn ạ. Bánh này rất là to, nếu mà anh em làm xe dép thì không còn gì để nói. Tất cả đây đều là hàng mới hết các bạn nhé. Cái bánh xe này mình để trong kho nó hơi bụi một chút, lâu ngày nó hơi ố ố một tí thôi, chứ nó là hàng mới. Đấy các bạn nhìn xem cái giấy dán thông số lốp trên cái lốp của nhà sản xuất là vẫn còn nguyên. Vì vậy là nó là hàng mới hoàn toàn. Vành là vành sắt nhưng mà sử dụng lốp không xăm các bạn ạ, rất là đẹp. Đấy. Nó cũng giá thành thì cũng chỉ tương đương với một cái vành nhôm cỡ tương đương thôi, cỡ nhỏ hơn một chút. Bánh này thì không còn gì để chê nữa đâu, rất là to, rất là hầm hố và nó rất phù hợp với việc làm một cái xe dép, một phiên bản cực khủng luôn. Động cơ bộ này là mình trang bị 125 phân khối. Các bạn có thể làm máy khác, máy 110 hay máy bao nhiêu cũng được. Hiện tại thì bên mình chỉ giới thiệu cái bộ này thôi. Bộ phần không có động cơ thôi.
thì các bạn có thể mua thêm động cơ. Động cơ thì bên mình hiện là có một loại là 3 tiến một lùi, một loại là 4 số tiến côn tự động và một loại 4 số tiến côn tay. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho video và các cái video khác, và nhớ bật thông báo chuông để xem những cái video mới ra nhé. Và sau đây mình xin giới thiệu sơ sơ về các cách lắp đặt. Đầu tiên thì mình cái bánh này mình không dùng đến, mình bỏ ra. Cách lắp đặt cái bộ giảm xóc sau. Mời các bạn theo dõi.
Đây, đấy, đấy là xong cách lắp đặt một cái hệ thống giảm sóc treo. Thì đối với cái hệ thống giảm sóc treo đằng trước thì mình cũng bắt tương tự như thế này. Bởi vì nó cũng là cầu thẳng mà. À, đấy là cái phần giảm sóc treo đằng sau. Còn phần lắp đặt hệ thống lái. Thì đối với cái cầu phanh dầu này thì nó có hai cái tai rằng này, thì các bạn là rằng từ cái tai này qua cây bên kia. Bắt cái này rằng vào bên kia. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Video đến đây là kết thúc. Chọn bộ phụ tùng này có giá ở dưới phần mô tả sản phẩm. Giá có thể thay đổi theo thời gian. Vì vậy bên mình sẽ báo giá ở dưới dần mô tả. Các bạn có thể mua thêm máy hay động cơ gì có thể tính thêm tiền riêng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong thời gian vừa qua.